Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, những ngày mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc dẫn đến thiệt hại nặng nề. Trong số đó, tổng cộng 18 hồ chứa ở Thạch Gia Trang, Hàm Đan, Hình Đài và Bảo Định ở tỉnh Hà Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã đồng loạt xả nước lũ. Người dân nghi ngờ khi xả lũ vùng hạ lưu không được thông báo trước khiến dân làng mất cảnh giác và bị mắc kẹt trong vùng lũ. Theo số liệu chính thức, tổng số 4,001 triệu người đã bị ảnh hưởng ở tỉnh Hà Bắc. Theo tuyên bố chính thức, 50 người đã thiệt mạng và hơn 70 người mất tích. Các quan chức cho biết, ở miền Bắc Trung Quốc từ hôm thứ Hai đến 9 giờ sáng thứ Sáu, tổng cộng có 51 người thiệt mạng, 77 người mất tích, 234.000 người phải di rời khẩn cấp, 6,588 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 6,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều cư dân mạng ở các khu vực nói trên đã lên tiếng bày tỏ trên mạng, mô tả nỗi kinh hoàng khi xả lũ và những thiệt hại mà dân làng phải gánh chịu sau khi xả lũ. Một cư dân mạng ở Hình Đài, Hà Bắc cho biết, nhiều trẻ em ở ngôi làng gần chúng tôi đã bị nước cuốn trôi, không những không có bất kỳ báo cáo nào mà thậm chí họ còn nói rằng không có thương vong. Tôi thực sự rất buồn. Một cư dân mạng khác cho biết, đừng để ai nói đó là giả, đó là sự thật, đó là sự thật. Nhiều ngôi làng ở huyện Nam Hà, thành phố Hình Đài đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tại sao một tin tức giải trí lại tiếp tục xuất hiện trên tiêu đề trong khi thật khó để chú ý đến sự an toàn của người dân? Một cư dân mạng có nickname Một cô gái lười biếng, không phải là một cô gái lười biếng cho biết. Sinh viên đại học đã làm việc chăm chỉ để khởi nghiệp trong 2 năm và mất 600.000 nhân dân tệ chỉ sau một đêm. Vào hôm thứ Ba, thành phố Hàm Đan hứng chịu trận mưa lớn chưa từng xảy ra trong một thế kỷ. Tính mạng con người quan trọng hơn bất cứ thứ gì khi đối mặt với thiên tai. Nhưng thành phố Vũ An, Hàm Đan, chính quyền đã mở cửa xả lũ ở thượng nguồn mà không thông báo cho người dân ở hạ lưu. Và người dân ở hạ lưu phải chịu thiệt hại lớn về người và của mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Chính phủ không có lời giải thích cho tình huống này. Một cư dân ở thành phố Hình Đài phàn nàn, tại sao không có cảnh báo chính thức về việc xả lũ quy mô lớn như vậy, sắp xếp triển khai trước, nỗi kinh hoàng lúc nửa đêm đã trở thành cơn ác mộng đối với nhiều người ở quận Hình Đài. Một tài khoản Sina Weibo thẳng thừng cho biết, chỉ riêng thị trấn Kinh Hưng, Tiêu Tác đã tìm thấy hơn 60 hải cốt của các nạn nhân. Tại một thị trấn, hơn 100 người đã mất tích và yêu cầu chính quyền không che giấu thảm họa. Ngay cả một số tổ chức tin tức địa phương cũng bày tỏ sự bất bình trên Weibo. Một người dân trong làng nói, không ai bảo chúng tôi sơ tán, nhiều người đã chết, bạn có thể phát sóng không? Bạn có phát sóng không? Tôi không nói dối. Một công nhân viên nói, đến nay chưa có bác sĩ, ở đây có thuốc nhưng người dân không biết dùng như thế nào. Cư dân mạng ở Hình Đài đã đăng tải những bức ảnh cho thấy ngôi làng bị ngập lụt sau khi hồ chứa nước tràn vào. Một cư dân mạng chỉ trích, các phương tiện truyền thông của chúng tôi đang ớn lạnh. Mỗi khi kinh đô có mưa lũ, sẽ có những báo cáo lớn và nó sẽ trở thành tiêu đề của tin tức. Tất cả 18 hồ chứa đã mở cửa để xả lũ, Thạch Gia Trang, Hàm Đan, Bảo Định, Hình Đài bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều người bị mắc kẹt, nhiều thôn làng mất liên lạc với nhau. Chỗ sâu nhất của nước thậm chí lên tới 3 mét, có bao nhiêu phương tiện truyền thông sẽ chú ý đến những báo cáo này. Việc xả lũ của hồ chứa là không thể bàn cãi, nhưng chính phủ và các ban ngành liên quan đã không làm tròn nghĩa vụ thông báo. Thiên tai xảy ra, công nghệ tiến bộ, thời thế đang phát triển. Các phương pháp cũ không theo kịp và gây ra thiệt hại lớn như vậy. Ai sẽ chịu đây? Người dân cần một lời giải thích. Người nộp thuế cần một lời giải thích. Hà Bắc, Hàm Đan xả lũ, nước lũ gần như nhấn chìm mái nhà. Cư dân mạng đã đăng tải những bức ảnh ở Hàm Đan, Hà Bắc cho thấy nhà cửa của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi lũ được xả ra từ hồ chứa. Gần đây, lượng mưa lớn đã di chuyển về phía Bắc và Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh Hải đều bị ảnh hưởng, có khoảng 323 quận và huyện bị ngập lụt. Bắc Kinh đã trải qua trận mưa liên tục trong hơn 55 giờ, tổng lượng mưa và thời gian mưa đã vượt qua thảm họa mưa lũ năm 2012. Điều hiếm thấy trong nhiều năm, nội thành ngập úng nghiêm trọng, nhìn đâu cũng thấy biển, gần 200 chuyến bay tại sân bay thủ đô bị hủy.
Mưa lớn cũng làm giao thông tê liệt, 16 chuyến tàu từ Thành Đô qua Trùng Khánh đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán và những nơi khác đã bị đình chỉ từ hôm qua. 50 chuyến tàu cũng bị đình chỉ vào hôm thứ Tư. Cảnh các quan chức Hình Đài, tỉnh Hà Bắc quỳ gối, thị trưởng thành phố Hình Đài xin lỗi toàn xã hội. Điều gì đã xảy ra ở Hình Đài, Hà Bắc trong trận lụt này? Tỉnh Hà Bắc là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt trong những ngày qua. Theo thông báo chính thức của tỉnh Hà Bắc, tính đến 18 giờ chiều thứ Sáu tại tỉnh Hà Bắc đã có ít nhất 144 người chết, 151 người mất tích, 9,04 triệu người bị ảnh hưởng, 5.900 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 16,368 tỷ nhân dân tệ. Chỉ riêng tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, dữ liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết có 25 người chết và 13 người mất tích, chỉ có 9 người thiệt mạng ở Đại Tây An, thị trấn Đông Vương, thành phố Hình Đài, trong đó có 5 trẻ em dưới 10 tuổi và 3 người khác đều là các cụ già trên 65 tuổi. Ngoài ra còn có một thanh niên 21 tuổi bị tàn tật. Đồng Tiểu Vũ, thị trưởng thành phố Hình Đài tuyên bố trong cuộc họp báo vào tối thứ Sáu rằng ông xin lỗi toàn thể xã hội. Ông cho biết bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã dự báo không đầy đủ về cường độ mưa. Cán bộ các cấp ứng phó khẩn cấp không đầy đủ, thống kê, xác minh, báo cáo tình hình thiên tai không kịp thời, thiếu chính xác. Đồng Tiểu Vũ nói, căn cứ vào tình hình xác minh, tôi phải chịu tất cả những trách nhiệm và chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà tôi phải chấp nhận. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Hình Đài tuyên bố sẽ điều tra nghiêm ngặt các hành vi rời đi mà không được phép, lơ là nhiệm vụ và không hành động trong quá trình chống lũ. Đồng thời, sẽ xử lý đối với những người che giấu, bỏ sót hoặc báo cáo chậm trễ khi xảy ra thiên tai lớn, gây thiệt mạng về người và của. Dương Vạn Lâm, một nhà bình luận về các vấn đề thời sự ở New York, cho biết theo tuyên bố chính thức ở trên, chắc chắn phải có một thảm họa lớn do con người gây ra trong thảm họa lũ lụt ở Hà Bắc. Và đã có những trường hợp báo cáo thiếu sót. Vào lúc 2 giờ sáng thứ Tư, lũ ở sông Kili chảy qua làng Đại Tây An với tốc độ dòng chảy 580 m khối mỗi giây. Khả năng dòng chảy bình thường của sông chỉ là 40 m khối mỗi giây và lũ tràn bờ gây vỡ bờ bao. Theo các phương tiện truyền thông chính thức, 12 ngôi làng bao gồm cả làng Đại Tây An đã bị ngập lụt. Tuy nhiên, theo thông tin đa chiều, ngay gần quận lỵ của huyện Nam Hà, thành phố Hình Đài, vì huyện Nam Hà giáp với thành phố Hình Đài có hàng chục thị trấn và làng mạc như thị trấn Giao Thông, làng Diên Lý, thị trấn Hạo Kiều, Phan Trang, Đại Hào. Các ngôi làng bị ngập lụt, có nơi nước ngập đến trên ngọn cây ngô cao gần 3 mét. Gao, một người dân ở làng Đại Tây An cho biết, gia đình 10 người của chúng tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng tủ lạnh và máy điều hòa chảy nước, nước dâng cao gần đến giường. Khi tôi bước ra khỏi giường, nước ngập đến đầu gối. Tôi đi từ phòng ngủ ra cửa, nước đã lên đến thắt lưng, nước lên quá nhanh. Làng Đại Tây An bị ngập lụt vào hôm thứ Tư, nhưng nó không được thế giới bên ngoài biết đến cho đến khi dân làng bị chặn đường vào hôm thứ Sáu. Hầu Văn Song, Phó Thị trưởng Hình Đài Hà Bắc đã tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng lũ lụt ở làng Đại Tây An không phải là do xả lũ nhân tạo, vì chỉ có một hồ chứa Đông Xuyên khẩu nhỏ không thể điều chỉnh được. Trên thượng nguồn sông Kili không có cửa kiểm soát, không có lũ nhân tạo nên không lập tức vào làng Đại Tây An để tổ chức di chuyển dân. Lúc đó nước đã bắt đầu tràn vào làng. Tuy nhiên, việc xả lũ nhân tạo được tuyên bố bởi các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả các phương tiện truyền thông đại lục, nói chung là đáng nghi ngờ. Phương tiện truyền thông Lu đã đăng một bài báo có tiêu đề "Thảm họa do con người tạo ra ở làng Đại Tây An, Hình Đài" vào hôm thứ Sáu nói rằng, vào tối thứ Năm, các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người ở làng Đại Tây An, trấn Đông Vương, khu phát triển ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, một thi thể trẻ nằm dưới dòng nước đục ngầu, bùn đất nhìn thật đau lòng. Các nạn nhân trong làng tức giận đã chặn đường cao tốc và quốc lộ vì lý do chính quyền không hành động kịp thời. Bài báo cũng đặt câu hỏi về luận điệu của Khâu Văn Song, Phó Thị trưởng Hình Đài. Vì sông Kili chảy qua làng Đại Tây An nên có 3 hồ chứa ở thượng nguồn, hồ chứa Yangmen, hồ chứa Thu Trang và hồ chứa Đông Xuyên Khẩu. Trong số đó, hồ chứa Yangmen bắt đầu xả nước vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều thứ Ba và nước được xả từ hồ chứa Yangmen sẽ chảy dọc theo sông đến hồ chứa Chu Trang. Theo bài báo, vấn đề là hồ chứa Chu Trang xả lũ lúc 3 giờ sáng nhưng lũ lại ập đến làng Đại Tây An lúc 2 giờ sáng. Một số người dân nghi ngờ chính quyền che giấu thời gian xả lũ. Ngay cả khi hồ chứa Chu Trang xả nước lũ sớm hơn 1 giờ thì trận lũ ập đến làng Đại Tây An lại đến từ hồ chứa Chu Trang. Điều này là không hợp lý. Theo bài báo, lời giải thích duy nhất là không ai thông báo trước cho dân làng về việc xả lũ chứ chưa nói đến việc tổ chức sơ tán người dân tránh lũ. Phonics Review đã đăng một bài báo có tiêu đề
thảm kịch hình đài, nỗ lực che đậy thảm họa nhân tạo là không thể tha thứ. Tuyên bố rằng video thư ký Ủy ban Quản lý Khu phát triển hình đài quỳ gối đã được giới truyền thông xác minh. Trong video, ba người phụ nữ và một người đàn ông đang quỳ trên đường và khóc. Có người hỏi, bạn có biết làng của chúng tôi có bao nhiêu người chết không? Đằng sau những cách hiểu khác nhau về quỳ gối có thể liên quan đến nhiều việc xác định các thảm họa tự nhiên và nhân tạo. Bài báo cũng cho biết, người dân bức xúc việc chính quyền không thông báo xả lũ, bưng bít thông tin thương vong sau lũ nên chặn đường đòi nói chuyện với chính quyền, nhưng bị chặn lại bởi một số lượng lớn lực lượng cảnh sát. Bài báo đặt câu hỏi rằng thương vong là rất bi thảm và có yếu tố nhân tạo. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là Vương Thanh Phi đã quỳ xuống và cầu xin sự thương xót từ những người bị ảnh hưởng. Nhưng khi được đài truyền hình Hà Bắc phỏng vấn, anh ta thề rằng không có thương vong. Khi được dân làng hỏi liệu anh ta có biết bao nhiêu người chết trong làng không, anh ta gật đầu và khẳng định là có biết. Ông Wang từ làng Đại Hà ở thành phố Hình Đài đã mô tả tình hình khi lũ lụt xảy ra với Zhaowei News. Làng Đại Hào cách thành phố Hình Đài khoảng 20 km về phía đông. Do thông báo phát sóng kịp thời nên không có trường hợp tử vong nào ở làng Đại Hào. Ông Wang giới thiệu, từ hôm thứ Tư đến thứ Sáu có ít nhất 6 lần xả hồ chứa Chu Trang trên quy mô lớn và mỗi lần xả là huyện Nam Hạ lại bị ngập lụt một lần. Theo báo cáo, các nhà phân tích cho rằng thiệt hại do trận lụt Hình Đài gây ra không hẳn là một thảm họa tự nhiên, mà giống một thảm họa do con người gây ra hơn. Đây là một thương vong nặng nề lẽ ra có thể tránh được. Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thông báo rằng hơn 30 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong trận lụt Hình Đài. Nhưng trên Internet ở Trung Quốc đại lục lại nói hàng trăm người đã chết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.